tính nghịch gì anh Khải? Anh nghịch gì vậy? Hả? Tính anh tính nghịch gì vậy? Tao đập cái trứng ăn để chiên ăn cơm mà nó bể cái ba cái dăm vô nè. Ba dăm vô. Xong lấy tay xuống ấy vậy nhanh cho dễ. Tay lấy sao nổi tay cái này gấp dễ sao cái tay? Hả? Một cái nè. Bốn cái nhiêu? Đập sao mà tay rung lắm sao mà đập nó rớt ra ghê vậy? Ông gõ trứng lúc nào nó không bể văng cái bả vô đây chứ cái giỏ vô đây trời bình thường cái đâu mà chịu khó lấy ra rung thì tại chắc như trưa nay thiếu hay sao cái đó khỏi khỏi đi à, anh hả anh lấy miếng nước á anh cho tay anh ướt nước đi rồi anh nhúng xuống là nó lên này nè nhúng xuống nó rã cái này ra sao nổi không rã đâu anh lấy thì em chỉ cho cách lấy nè cách đũa gì cho nó cực thì không lấy miếng nước đi em chỉ cho đổ nước vô cho nó không anh nhúng một tay vô nhúng một tay vô chỗ này nó cho ướt rồi là chi bạn nhúng cho ướt nhúng cho ướt rồi ướt con tay vậy hả nó ướt con tay đi rồi chọt ngay cho cái cái miếng này là chọt vô nhấc lên đó lên là đó ủa sao kỳ vậy và ví dụ tay của anh không dính nước anh chọt xuống lên nó chạy mà nó đâu có dính đâu đúng bây giờ đều cũng là tay này luôn anh nhúng nước đi phải không á nhúng nước đi sẽ hên không không có hên đâu đó là đây là cái mẹo không phải là hên là mẹo là không có hên xui nào đây đó rồi đúng rồi chọn vô cũng chọn vô cái đó chọn vô đó lên đơn giản vậy thôi đó lên nữa tôi không tin lắm để tôi coi làm lần nữa nè còn cái này làm luôn đi đây là tay khô vô lý chạy thì cái vô lý gì đây là sự thật đây là một cái mẹo mà lấy gấp cái mảnh vỏ của trứng nó ra là rất là hay không tin tưởng luôn á rồi nhúng vô nè tay khô nha tay khô nhúng vô không lên được đâu không lên được sao kỳ vậy giờ nhúng nước nha nhúng nước đi tôi thấy lạ đời lạ thiệt đâu lạ rồi nhúng vô đó lên đơn giản vậy thôi ông giải thích cái nguyên lý tôi coi tại vì tay anh mà lúc có nước đó anh nhúng xuống đây nè là có một cái lớp nước nó bảo vệ nó không còn dính cái lòng trắng nữa nó hết dính được tay anh không anh bỏ vô dính lòng trắng làm sao mình lấy được hiểu không có nghĩa là lòng trắng nó trơn đúng không đúng rồi là nó đẩy cái trứng đi đúng cho nên anh phải nhúng cái nước để làm cái bộ đệm cho anh hay là rất là đơn giản đây là cách của tôi để lấy trứng ra cả gia đình lưu lại sẽ có ngày áp dụng nha tôi không ngờ luôn á chúc đại gia đình một buổi xem video vui vẻ gì hồi đó là ông chuyên gia nội trợ em nấu ăn thôi mày chết 6 tuổi lớp 6 em biết nấu ăn rồi đó anh đồ này rồi cảm ơn nha để tôi đi chiên trứng rồi sẵn ông ở lại ăn cơm luôn nha hai anh em mình hai cái mỗi người một cái rồi thôi để tôi đợi chút xíu.